Wow. Hôm nay đã nhận nút bạc của YouTube. Quá tuyệt vời luôn. Những ghi nhận những đóng góp của các cái diễn viên Rockler GV. Rất xịn sò các bạn ạ. Đây. Có thư chúc mừng này. Thư chúc mừng của CEO. Đó, hộp rất xịn sò. Cái gì này nó cũng rất là to. Nặng. Được, một cái kỷ niệm. Ok. Các diễn viên mà đóng góp vào cái nút bạc YouTube. Đóng góp vào cái nút bạc YouTube thì có 3-4 diễn viên đã đi xa. Có hôm nay thì là thiếu Bruno. Thì có Nano là con trai đại diện đây. Đây là Nano. Nano là con trai đại diện cho cả Bruno và Melcy. Và coi như là đại diện luôn cho cả Pila. Những cái nhân vật mà đến bây giờ chúng nó không còn nữa. Nếu còn thì sẽ quay video với chúng nó. Ok. Nano rất đẹp trai. Đây, cho Nano kỷ niệm với này. Cái nút bạc. Rồi. Còn đây là diễn viên gạo cội Marvin. Người cái thành viên mà đóng góp rất nhiều vào cái nút bạc YouTube này. Quay lại đây chơi ở đây thôi. Vin. Rồi, Vin nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy gì chưa? Sởi hơi bị tuyệt vời đấy. Quay mặt với anh Toàn. Quay mặt với anh Toàn làm kiểu ánh. Nào. Nào. Quay mặt với anh Toàn. Quay hẳn mặt với anh Toàn. Anh Toàn quay đi đi. Đây. Đây là diễn viên gạo cội. Phải làm cái check in bài kiểu. Ok. Công lớn là của Vin đấy. Rồi, Vin đẹp dài vẫn giữ phong độ. Bây giờ là Vin là coi như là 7 tuổi rồi. 7 tuổi rồi nhưng mà mình làm cái kênh YouTube này từ năm 2018 bắt đầu. 2018 đến bây giờ là 5 năm. Lúc đấy là Vin 2 tuổi. Bây giờ là 5 năm, có khi sang năm thứ 6 rồi. À không, hình như là làm cái kênh bắt đầu post kênh YouTube là từ 2018, đúng rồi. 2018 hay là 2017 không nhớ. Những cái video đầu tiên là những cái video mà dắt Vin đi chơi ở bên bờ hồ với dắt Vin đi chơi ở sân bóng. Sân bóng và bờ hồ. Bây giờ là Vin là lên chức ông rồi. Giai đoạn gọi là sung mãn, giai cuối của giai đoạn sung mãn rồi. Con chó đực coi như là nó sẽ sung mãn đến khi nó khoảng tầm 8 tuổi. Còn 9 và 10 là nó là cái giai đoạn gọi là tuổi gọi là bắt đầu vào giai đoạn tuổi già. Bây giờ là Vin là đang ở tuổi thứ 7. Giai đoạn con chó từ 3 đến 7 tuổi là giai đoạn sung mãn nhất. 8 tuổi vẫn được. Vin lúc nào cũng thích chơi bóng. Đưa bóng đây. Anh ném cho. Đưa bóng đây. Cầm đây. Cầm đây đây. Để xuống. Để xuống, để xuống. Ok. Cho Vin chơi bóng. Phát đầu tiên Vin phát đụt. Cầm về đây. Ném lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, đúng rồi đấy. Còn ok, cầm vào đây. Lại, lần này phải làm tốt hơn nhá. Thì con chó nó thích chơi thì nó sẽ chủ động để mà nó... Ôi giời ơi. Em phải đập vào mồm luôn. Được, tốt, ok, chấp nhận. Ôi trời, bạc YouTube. Tắm vào nút bạc YouTube rồi. Nào, xích đây. Nhìn về đằng trước. Phải nhìn về đằng trước. Rồi, đứng đấy, đứng đấy, đứng đấy. Chọn. Được. Con hồ. Tiếp. Xích đây. Nhìn về đằng trước. Vòng đây. Rồi, không. Không đứng đằng trước đấy. Rồi, ok. Nhìn về đằng trước thì như thế là bị chậm đấy. Vòng đấy. Đứng như vừa rồi ấy. Ok. Ok. Không. Ok, được. Ôi trời. Ôi trời. Vẫn tìm. Nào. Cho đứng trước, chấp đứng trước. Xuất sắc, xuất sắc. Tiếp. Cho đứng đằng trước đi. Gần được. Tạm chấp nhận. Cầm về đây. Đâu rồi? Để đấy à? Phải nhìn vào đằng trước thì nó mới có đủ thời gian để bắt được. Ông gọi chạy trước. Không được gọi chạy trước. Nốt quả cuối cùng thì nghỉ, chứ không khó không học rồi. Gọi quá. Vin là buổi tối Vin bắt là chuẩn hơn là lúc trời sáng à. Rồi, ok. Thêm quả nữa đi. Ok. Được rồi, ok. Thôi ra đây chơi, nằm ra đây chơi nghỉ đi. Nằm đấy nghỉ đi. Cho Vin nghỉ tí chứ không là Vin lại nhọc. Đấy. Ha, cho Vin nghỉ một tí rồi cho mấy con chó con ra quay. Còn đây là những cái lứa tiếp theo. Nó sẽ tiếp nối. Nó sẽ tiếp nối trại. Những cái đàn chó con để nó về nhà mới. Và nó làm cho các cái chủ chó hài lòng. Thì đấy nó chính là một cái mà để mà nó lâu dài cho cái sự duy trì của trại. Đây là ba con cái. Đợt này thì rất nhiều người hỏi chó đực, nhưng mà chó đực thì nó có chủ về nhà mới hết rồi. Còn ba con cái này rất đẹp, nhưng mà cái đợt này là mưa gió cho nên là không có quay video chúng nó đây, hôm nay mới quay đấy. Cực kỳ xinh và cực kỳ ngoan luôn. Vô cùng thuần người. Đấy nha. Nó nô âm mỹ đấy, nhưng mà nào, Yên ra đây, ra đây, ra đây. Gần chủ ấy thì chúng nó này bắt đầu này, chúng nó lại kìm lại. Nào ra đây. Lại đây. Ngoan lắm. Ngoan. Ngoan lắm, rít đấy, rít đấy. Lâu quá rồi, mưa gió suốt rồi không có thả ra ngoài chơi để quay video, vì chuồng của chúng nó cũng rất là rộng. Cho nên để cho chúng nó chơi ở trong chuồng. Rít phấn khởi đây.
như mấy cái con này đây, như mình nói là khi mà nó lớn lên là cái vẹt trắng nó sẽ bay, thì mọi người nhìn bây giờ nó bay rồi này, bây giờ là vẹt trắng nó còn rất là ít. Đây con này là con vẹt trắng đứt đoạn đây này, đấy, nó còn rất mờ à. Đây này, như con này này, nó chỉ còn tí tẹo thôi, đấy, nó không có nhiều. À lại đây, mặt mũi thì chúng nó đều rất là xinh. Xóm lại là ba con nó giống nhau, nó bắt con nào cũng được, ai bắt con nào cũng được. Đây. Ôi trời ơi. Đây, con này này, vẹt trắng này. Nhìn vẹt trắng ở cổ gần như là không còn, nó chỉ còn tí. Nó giống con Vin, thực ra con Vin của mình nó cũng có vẹt trắng ở cổ. Nó rất ít, nó mờ kiểu như thế này. Ngày bé là nó cũng có vẹt trắng như thế này. Ok. Ở đấy mọi người mà hỏi cún con là mọi người cứ hỏi video thì hôm nay mới quay được này. Hôm nay là quay hiện tại, chứ còn cái video lúc trước là cái video cách đây là đúng mà 1 tháng rồi. Đúng 1 tháng trước quay video bọn này, đến hôm nay mới quay được video bọn nó tiếp. Thì 1 tháng trước quay là có 5 con, thì 2 con là chủ đón rồi. Bây giờ là còn 3 con, 3 con cái. Rất xinh luôn ấy. Mặt giống nhau, người giống nhau. Còn hai cái con cái của Siro giữ lại và đấy, nó đang sủa, đang đòi ra đấy. Lẽ ra là phải cho chúng nó ra quay, nhưng mà thôi tiện thì ưu tiên cho bọn cho con này ra quay để cho mọi người ngắm, mọi người chọn và mọi người nhìn thực tế cái con chó bây giờ nó to lên nó như thế nào. Chứ lẽ ra là ngày hôm nay là phải quay con hai con cái của Siro giữ lại làm cây giống. Mà nó tối rồi, không còn thời gian nữa. Ok đấy, mọi người mà quan tâm đến mấy cái con cái, mấy con ba con cái này nuôi trong nhà, nuôi gia đình thì tuyệt vời luôn, cũng gọi là hoàn hảo luôn đấy, chứ không phải là hoàn hảo, nuôi gia đình ở mức giá rẻ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ khôn và rất là hiểu ý luôn. Thì mọi người sẽ, mọi người quan tâm cho con thì mọi người sẽ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0981115000 nhá. Điện thoại hoặc Zalo. Gọi lỡ thì mọi người cứ để lại cái gọi mà mình vào lúc mình không nghe được thì cứ mọi người cứ để lại tin nhắn thì mình sẽ gọi lại. Vì là đồng thời là chạy cả bán cún rồi cả các cái đồ ăn, đồ bổ sung mà chạy dùng thì chạy cũng bán luôn. Những cái loại mà không dùng thì không bán. Loại dùng mà thấy nó ok thì bán. Thì nó có nhiều cái cuộc gọi lỡ lắm. Thành ra là nếu mà nhiều lúc là thời gian gọi lại là không đủ, mà nhiều người thì lại liên hệ rồi quảng cáo rồi marketing rồi kính thưa này kia, thành ra là cái thời gian gọi lại nó không đủ. Thế là mọi người mà quan tâm đến cún con hay là cần mua đồ cho cún hay là này kia thì mọi người gọi không được, mọi người cứ để lại cho mình một cái tin nhắn nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.